Chào tất cả mọi người, hôm nay mình đi hơi muộn, gần 5 giờ mới đến Eco Park và nổ luôn một cuốc ra chỗ đào tốn các bạn ạ, tuyệt vời. Cuốc này mình chạy xong mình sẽ đổ xăng luôn, bởi vì bình xăng từ tối hôm qua đã cạn, đã gần cạn rồi. Từ lúc mình đổ là đi được 210 mấy cây số rồi đấy. Mình sẽ tiếp tục đổ đầy bình và test xem là một bình xăng đầy của Vision này đi được bao nhiêu km nhé các bạn nhé. Hôm nào mà đến Eco Park mà cũng có cuốc luôn như này còn quá tuyệt vời đúng không? Đời không như là mơ đâu. Nhưng mà dạo này mình khá là hay nhận được cuốc ở Eco Park các bạn nhé. Khách có thể là sẽ đứng ở mặt đường rồi các bạn ạ. Mình chưa à kia chắc là anh áo tím rồi chắc vậy. Anh Khôi à, cuốc xe 23 nghìn các bạn, và Grab trả cho mình 25 nghìn luôn. Grab này hôm nay lịch sự ghê, nghĩa là chúng ta được Grab bù cho 2 nghìn các bạn ơi. Mình thấy cuốc này khá là ok, 4 cây rưỡi à, mình cứ cho 5 cây đi nhỉ, gần 5 cây được 25 nghìn thì tương đương với hơn 5 nghìn một cây, quá tuyệt vời luôn. Ở đây thì cũng thi thoảng cũng có cuốc đấy các bạn, thi thoảng cũng có cuốc nhé, nhưng mà có lẽ là mình sẽ đi đổ xăng đã, mình sẽ đi đổ xăng luôn các bạn, sẽ đổ đầy bình luôn các bạn nhá. Rất đông. Quay xăng vì tắc nghẽn, không biết vì lý do gì nữa, chưa hoạt động được, phải đi lên đằng kia rồi. Bình xăng nhấp nháy, chết dở. Hy vọng là sẽ đủ xăng để lết được đến cây xăng gần nhất. Ở khu vực này có 2 cây xăng Petrolimex, cho nên là cũng không sợ lắm. Này thì nghe vẻ vắng này, biết thế vừa nãy đi ở đây luôn thì đã không vấn đề gì cả. Vấn đề ạ, mình đã bị hủy cuốc xe đó rồi. À đây là dịch vụ rửa xe tự động này. Gọi là bán tự động. Công nghệ rửa xe Nhật Bản. Đó. Các bạn nên sắm một quả này nhá. Đó. Chổi đi nó quét một lượt. Ok, trạm sạc hôm nay nghe vẻ vắng vẻ ghê. 2 xe thôi ạ. Vì ở đây hơi khó để nhận cuốc cho nên là mình sẽ tiến hành đi ra mạng Long Biên luôn nhé. Ok, giờ cắt xếp, đợi mãi có cuốc. Ở một cuốc sang bên Minh Khai các bạn, đầu chân cầu Vĩnh Tuy, quá là ok luôn, cũng xa được Hà Nội rồi. Kiên trì đợi ở đây khoảng 15-20 phút cũng có cuốc rồi. Đường đến bây giờ hơi ùn tắc các bạn ạ, hơi khó khăn trở về đi sang đường Hà Nội.
hôm qua mình không nhận được cuộc giao hàng nào cả, quá kỳ lạ. Có những hôm Grab chỉ cho giao hàng và có những hôm chỉ cho chạy xe ôm thôi các bạn. Đơn hàng gà nướng các bạn, ngon quá trời luôn, 230.000. Mình nhìn còn thấy thèm đấy. Mà sao thấy nhiều gà như này mà có 230 thôi à? Gà rẻ quá ta. Cô Vĩnh Phi vào đêm hôm qua các bạn ạ, có một vụ tai nạn khá là nghiêm trọng. Một chiếc xe máy, hai thanh niên đèo nhau đi ngược chiều vào cái làn ô tô. Đây các bạn xem này. Đấy, điểm đến là ở đây nhá. Đây các bạn xem này. Đó. Điểm đến là đầu Tham City này. Đó. Nhưng mà đây. Điểm thực tế đây. Má nó chơi trò gì vậy? Đi thêm hàng gần một cây số nữa. Má nó có thằng. Alo. Chị em giao hàng ở gà. Vâng, anh đến rồi ạ? À, Bắc 7 đúng không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Ờ, em có đến rồi, chị xuống luôn là vừa đấy ạ. À, em đang ở gần đây rồi ạ. Anh Vâng. Đừng có ăn gian ăn bớt km của tài xế đấy nhá. Giá cước đã rất là rẻ rồi. Đừng có chơi mấy cái trò ăn gian ăn bớt này. Lần sau tôi gặp mấy cái đơn kiểu này tôi hủy đấy. Park Hill đây các bạn ơi. Park Hill đây. Tìm đến Park 7 các bạn nhé. Đây, Park 578 này. Ok, phía trước Park 5 với Park 7. Đây. T6, T7 đây. Ok đây. Có biển báo này, tìm nó dễ các bạn ạ. Báo T6 đây, T7 đây. Đây, gần này còn nóng hổi hổi luôn. Gà 230.000 nữa các bạn ạ. Quá là ngon luôn. Thực sự là rất là ngon đấy. Thu 280 nghĩa là 50.000 tiền ship. Tài xế sẽ được ba mấy nghìn đấy. Bao nhiêu vậy? 280 ạ. Cần. Cảm ơn. Rồi. Cảm ơn. Rồi ạ. Ok, anh trai đưa hẳn 290 luôn các bạn. Được tip 10.000, bù lại cái con đường vào đây nhá. Cái cuốc này được hẳn 44.000, ok. Khá là thơm các bạn ạ. Ok, Grab tiết kiệm à. Chạy cho các bạn chiến vậy. À, nể lắm mới chạy đấy nhá. Ok. Hiện đang có quốc tế à. Nể lắm mới chạy đấy các bạn nhé. Sắp tới thì nếu như mà app của mình mà được bật tắt tiết kiệm ấy thì mình sẽ hủy luôn. Sẽ tắt cái tính năng của đăng bài tiết kiệm đi ấy. Sợ nhất là tiết kiệm gặp những cái quốc mà xa kiểu 20 cây số. Má nó rẻ thôi rồi luôn các bạn ạ. Wow, thế là chạy được hai quốc, xem nào, 400.000 đi. 45.000 và 25.000 là 70.000 các bạn. 70.000. Ok. Mình đã kiếm được 70.000 rồi, coi như là bù được vào tiền xăng ngày chạy hôm nay rồi. Thật sự thì 70.000 là đầy cái bình xăng mình luôn đấy. Mình phải chạy được tầm 200 cây. 200 cây thì mình sẽ kiếm được khoảng 800 hoặc khoảng đấy. Khách thì đang đợi ở bệnh viện Vinmec nhé. Khách trong viện luôn à. Ok. Nể lắm mới chạy đấy. Cuộc này bình thường mình không chạy đâu. Do vừa được tip 10.000 nên mình
có hứng thú để chạy. Và Tham City thì cảm thấy mật độ xây dựng của họ ấy khá là cao. Chung cư thì họ xây thật rất là nhiều các bạn ạ. Đất ở trong này nó rất vàng mà. Ở đây Vinmec đây rồi. Có được vào không ta? Chắc là được vào đấy. Alo. Alo. Chị đứng đâu đây ạ? À? Đến chưa ạ? À, đến rồi. À, đến trước cửa nhà thuốc được không ạ? À, nhà thuốc là nào chị nhỉ? Trước cửa nhà thuốc. Đi vào trong một tí có trước cái sảnh mà chỗ mà xe đang đợi ấy. Xe hay thay đỗ ấy. À em đã thay rồi, em thay rồi. Waiting for your taxi. Đây, bạn này. Bắn tiếng Anh như gió luôn. Đó. Em đón người ạ. Đây ạ. Chị My ạ. Vâng. Ok, it's my class. Hi. Đây là gì? Bằng vào đây đi. Thì phải đi phương lươn, phải đưa tới đây chị. Sao mình cắt mặt người ta được không? Cắt mặt người ta đâm vô. Tìm ra đây cái gì? Thì mình phải lươn vòng qua vòng xuyến này chứ. Cắt mặt người ta. Cảm ơn chị. Chào thẻ đấy nhé. Vâng. Lại tiết kiệm à. Rẻ rách quá trưởng luôn. Bắt mình đi một vòng luôn các bạn ạ. Vô kể chung cư. Quá là lòng vòng. Thằng nào thiết kế chung cư này đấy? Ngu cái bò. Đi ra chỉ 20 mét, muốn bắt mình đi mấy trăm mét. Đấy, cuối cùng chỉ ra cái chỗ vườn đấy, cái cách có mấy chục mét thôi các bạn. Cách 20 mét thôi. Mẹ cái thằng này đặt cuốc xe có hơn cây số thôi mà cũng đặt tiết kiệm. Rách nát thế được cùng. Chiếc xe gì cũng được mổ 10.000 các bạn. Chịu đấy. Vâng. Dễ ai?
cầm rõ lắm tiền, cầm khoe khoe 4.000 đó, trở lại. Ngay trong này các bạn ạ. Anh Trung à, đến nó vùng Công Khan đấy. Sáu sáu cây rưỡi anh ạ. Đây anh. Đấy chỗ mấy em chân dài rồi đúng chuẩn rồi. Cảm ơn anh. Vâng. Khó quá các bạn ơi. Định vị ở bên trên anh ạ. Định vị anh đặt ở trên đấy. Vâng. À rồi rồi đúng rồi. Khá trường cái gì đây, ngon thế nhỉ. Khá trường cái món gì ngon quá các bạn ơi. Khúc này nó thật với các bạn là không muốn chạy đi nào luôn. Đường láng nó tắc thôi rồi luôn các bạn. Chạy qua xong khúc này được 15.000 đúng là không bó. Đã chót nhận rồi. Chót nhận rồi phải chạy thôi chứ còn sự không bó luôn các bạn. Đấy, trời ơi, dàn chạy suốt từ 5 giờ đến 7 giờ, hơn 7 giờ mới được có 120 đây các bạn. Bình thường những người khác nó phải chạy được tầm 150-200 rồi các bạn. Chỗ mình ấy, nhà mình thì phải đi xa, không có khách mấy, chỗ đoạn nhà mình hơi ngoại thành, ngoại thành quá nên là tôi mất thời gian chỗ đoạn ngoại thành. Ai đặt đang biết giờ này có đặt tiết kiệm chả nhẽ là hủy vô đi chắc nát thế là cùng. Ra đây không anh hủy mạnh ngay bây giờ. Nào đặt ra. Làm cốc nước á. Để quá là phải vội. Cốc xe thì mà rách nát này. Alo. Alo. Đây anh đang đứng ở số 85. Anh đứng số mấy ạ? Bia của con mẹ gì. Thủy nha các bạn nhé. Mình nhìn thấy ông ấy đứng bên kia rồi nhưng mà không muốn đi. Đường này các bạn nhìn này, đường láng này, tắc muốn chết luôn. Tắc như này cúc 15.000 bố ai mới đi được. Ok, không thể nào dễ dãi được các bạn ạ. Cho mấy cái thằng mẹ khôn vặt đi xe khác. Giờ cao điểm nó cứ khôn vậy là mới đặt này.
tiết kiệm, đường thì tắc chết chai được. Đó, cái thằng kia đứng ở đây kìa. Cho đặt xe khác. Đây rồi, số 10 đây. Mình cảm thấy là có lẽ là nên thay đổi chiến thuật các bạn ạ. Thật sự thì những cái cuốc bài tiết kiệm mà ngắn ấy, nó không bó chạy các bạn ơi. Các bạn biết được rằng là chạy 2 cây số nó được có 8.000. Chưa kể là quãng đường mà đi đón khách nữa. Như vừa nãy nhìn thấy ông kia quán bia đi ra này, cuốc xe còn có 15.000 thôi mà đi coi như là từ chỗ này là gần Huỳnh Thúc Kháng mà đi đến tận Lê Trọng Tấn và là xa 15.000 đấy. Mình đoán là nó phải rơi vào khoảng gần 4 cây số, trong khi cuốc này các bạn thấy là 3 cây rưỡi được 17.000 nhé, gần 18.000, giao hàng vẫn được nhiều hơn các bạn ạ. Thực ra là mình đang phân vân là có nên bỏ các loại thưởng của Grab hay không á. Tại vì mình thực sự mình thấy thưởng của Grab hay cày rất là vất vả mà số tiền ấy được có tổng có khoảng có 100-200 nghìn thôi. Ghi thì cày của nó là rất là vất vả luôn. Không mình cảm thấy không có đáng. Okay, vừa ra xong đơn FLC dịch vọng có giấy các bạn ạ, giao cho một con mẹ thiên hạ. Cách nói chuyện rất là kiểu, rất là kênh kiệu. Mình hỏi đường nó lại bảo mình là bố trẻ mới sợ chứ. Ô cũng còn tiếp tục một chuyến Grabbike thường. Mình rất là dị ứng với Grabbike tiết kiệm các bạn ạ. Cuốc này thằng Grab đớp hơi sâu các bạn ạ. Cho các bạn xem nhé. Cho các bạn xem thằng Grab nó đớp mình bao nhiêu nhé. Đây. Cuốc mình được có 12.000, thằng Grab nó lấy 21.000 thì nó đớp gần 50% các bạn ạ. Khốn nạn. Quá khốn nạn luôn. Nó đớp phải nói là quá sâu luôn các bạn ơi. Đớp đâu đó 40-40 mấy% ấy. Vừa nãy mình lại hủy tiếp một cuốc tiết kiệm rẻ rách các bạn ơi. Cuốc tiết kiệm 8.000. Nói chung là mình gộp những cái bọn đặt những cái cuốc mà dưới 10.000 mà đặt tiết kiệm ấy, mình gộp rẻ rách hết các bạn nhé. Đi là không bó. Như cái cuốc này đây thì Grabbike thường được 14.000. Quãng đường thì cũng xem nhau. Chung cư An Bình, thật sự là các bạn có thích cái tên này không? Cái tên mình nghe như kiểu Bình An An Bình kiểu. Đâu khách ra rồi. Cuốc cũng 14.000 đó các bạn. Đây có phải bạn này không? Không phải. Không, Grab. Khách đầu biết.
Alo. Alo. Bác đang đỗ ở đâu vậy ạ? Mình đứng ở sảnh A. Cháu đang ở sảnh đấy ạ. Sảnh A hay sảnh nào nhỉ? Cháu đang vừa đi bộ sang chỗ mà cái chỗ đối diện cái AB Bank ấy ạ. AB Bank nhá. Ở ngoài đường Trần Bình đấy à? Vâng ạ. Ok. Thì ra không phải ở chung cư. Đối diện AB Bank à? Chắc là đi học à? Đây, AB Bank đây. Ok, bây giờ đang là 8 giờ và mới được có 166.000 rồi các bạn ạ. Mình sẽ gọi điện về cho bé Mai là xem khoai tây thế nào nhé. Hôm qua khoai tây khóc ré lên các bạn ạ. Khoai tây khóc phải nửa tiếng đồng hồ. Khóc ré lên không hiểu vì sao nữa. Mình nhận đó. Hello khoai tây đi ngủ chưa? Hello. Con đang chuẩn bị đi ngủ đây. Trời, hôm nay khoai tây ngủ ít à? Đấy, bố vừa gọi cái đái luôn. Tặng bố bán nước đái à? Tặng bố bán nước đái luôn. Khoai tây này. Bố bé chưa? Bố phải chạy thêm ít nữa mới được có hơn, có được gần 200 bọ. Tầm 9 giờ 10 giờ đấy. Bye bye nhá. Bye bye nhá. Bye bye bố nhá. Ui giời. Chó chơi chạy nhông nhông. Tầm nhỏ phát. Khách ở đâu đây? Bản đồ cập nhật hơi chậm đấy các bạn ạ. Tìm được hôm nay cũng hơi khó này. Bản đồ của gì đây? Sợ không tìm được đường ấy. Đi bừa đâu các bạn. Tầm này là đi bừa đấy. Ngõ cụt à? Chết dở, đi vào ngõ cụt rồi. Không có đường các bạn ạ. Chết dở. Bị chặn hết lối đi rồi. Nghe này. Không nghĩ đây là cái đường luôn đấy. Á đù. Đường thì mà không có người này. Ghê vậy cha. Liều lắm mới đi vào đây đấy. Nó không một bóng người luôn này các bạn ơi. Không một nhà dân luôn. Sự đồ ghê. Úi dồi. Mẹ nó chặn hết đường rồi. Thôi phút này phải hủy thôi. Phút này hủy. Alo anh ơi. Cái đường nó bị chặn hết rồi anh ạ. Không đi được, anh phải hủy giúp em. Hủy ở đâu được? Anh xem có phần hủy không? Nó chặn hết rồi, không đi được ạ. Đường kiểu gì các bạn ơi, chặn hết sạch các bạn ạ. Thảo nào người không bóng người ở đây luôn này. Ghê vậy trời. Mất công mấy chiếc xe này đấy. Không được cái gì cả. Bây giờ đang ở đâu mình còn không biết đây. Chung cư gì đây? À.
8 cuốc xe các bạn, 8 cuốc xe mới được có 166.000, quá là củi bắp luôn. Trong khi hôm qua mình được 10 cuốc xe mà đã được 320.000, quá kém. À, đây ra lại chỗ bờ nãy rồi, ra đường một Tùng Bậu rồi các bạn. Quốc Grab nhưng mà không có lối vào để đón người ta, chả biết cái kiểu gì, chả hiểu kiểu gì luôn. Ok, vừa có một quốc đi Phúc Thọ nhưng mà mình cũng không có nhận các bạn ạ. 80 mấy nghìn đấy, Grab tiết kiệm. Nếu như mà về đằng Văn Giang thì mình nhận, về Phúc Thọ thôi chịu rồi các bạn. Bây giờ kiếm đâu ra quốc về Văn Giang bây giờ. Thời gian càng trôi đi thì khả năng mở quốc về Vin, Osport 3 và Văn Giang càng thấp các bạn. Trong khu Phú Diễn này mình nghĩ là rất là khó để có quốc. Có quốc cũng chỉ quốc ngắn, quốc lẻ thôi. Tình hình là các cái quốc mà kiểu giọng cái giọng nghe hãm hãm là hủy luôn các bạn nhé. Không có chở với cái thành Phật đấy, rất phức tạp. Mẹ mình đến đón nó nói cái giọng phải nói là thực sự là khó chịu luôn đấy. Ok, cuối cùng thì cũng có quốc về Ba Đình rồi các bạn. Mình đã hủy khá là nhiều quốc. Cái quốc xe phải nói là quá là ngắn, không có bó không phải. Gặp những nghe, hoặc là nghe những cái giọng mà mình thấy kiểu có lấp cấp thì mình sẽ hủy luôn. Mình sẽ không có cố đấm ăn xôi như dạo nọ nữa các bạn. Và nọ thì mình sẽ nhận hết tất cả những cái quốc mà có thể nhận. Bây giờ mình chán rồi, mình chán phải chịu đựng rồi các bạn. Đây về về gần cầu Trương Dương luôn, mình sẽ về nhà luôn các bạn ạ. Thế là vừa. Đi vào đây là khách của mình nhá, khách của mình đang ôm người yêu à. Đấy, ôm người yêu cứ để cho ôm một lúc đi. Rồi ôi, hồn anh Vũ Anh ạ. Sao không có gọi gì? Em cứ ở đây đợi tí này. Dạ. Để chờ mình một chút xong phòng để cổ nhuế luôn. Cổ nhuế à? Không, chắc là không đi được, chỉ đi được một chuyến. Vâng. Em về luôn.
được rồi đấy, em cảm ơn ạ. Ok các bạn, bây giờ đang là 10 giờ tròn rồi. Và mình quyết định đi về đó các bạn. Rồi, từ đây đến về nhà mình còn 25 cây số nữa và mất đến 40 phút các bạn nhé. Thôi thì cũng được rồi. Có một cuốc xe về Nghĩa Dũng ở gần cầu Trương Dương. Thế là về là đẹp rồi các bạn nhé. Thực sự thì hôm nay mình hủy rất là nhiều các bạn ạ. Tỷ lệ hủy của mình cực cao luôn. Mình hủy những cái cuốc mà kiểu dạng gặp những cái khách mà kiểu ăn nói mất lịch sự ấy, ăn nói kiểu mình nghe giọng lấp cấp khó nghe cái mình hủy luôn. Hoặc là những cuốc mà kiểu grab tiết kiệm chỉ có dưới 10.000 ấy thì mình cũng hủy các bạn ạ. Hoặc là những cuốc nào mà cảm giác giá nó rẻ rẻ mình cũng hủy. Thực sự thì từ một người có tỷ lệ nhận cuốc 100%, mình đã trở thành một người có tỷ lệ hơn 20% rồi các bạn. Mình đã không còn lòng tin vào việc là mình chạy tử tế, đàng hoàng tử tế, chạy cố gắng nhiệt tình thì Grab sẽ đền đáp mình bằng những chiếc xe nó tử tế các bạn ạ. Mình vẫn luôn luôn phải gặp những thể loại khách hàng rất là khôn vật, đặt những cuốc rất là gần cũng đặt tiết kiệm, thật sự mình không hiểu nổi luôn. Và mình nghĩ rằng là những người đó nên đi bộ. Đó, đây Grab Bike đây. Sóc Sơn mình không thể đi được các bạn. Thật sự không thể đi được. Một cuốc Grab Bike Plus chở khách Tây các bạn ạ. Mình đã đi luôn, chẳng có ngại gì. Chở khách Tây lịch sự, rất lịch sự và mình rất là thích. Mình đã thay đổi chiến thuật các bạn ơi. Mình không còn chạy Grab theo cái kiểu như 3 tháng trước nữa. Mình đã thay đổi. Mình bỏ những cái cuốc mà cảm giác nó không còn ngon. Xong một cuốc khá là ngon các bạn ạ. Thu nhập đã lên tới 236.000, cuốc 30.000 chỉ mất 3.6 thôi các bạn ạ. Quá là tuyệt vời đúng không? Bây giờ mình sẽ tà tà đi về rồi. Nếu như mà có cuốc thì đi cũng có thể thôi. Nhận được cuốc khá ngon các bạn ạ. Mấy chục nghìn thôi, còn 27.000, nó nhìn như vẻ nó không xa lắm đâu. Mình đi một vấn đề gì đó, mình đang ở đường Châu Long. Mình đã đi sai đường. Nhất Cháo, Ngũ Xá. Xe đẹp ghê. Đi đây anh. Đây. Xong cuốc xe tiết kiệm rồi nhé. Đây là rim cà phê à. Mình đã bị nhầm các bạn ạ. Bây giờ là gần 11 giờ rồi. Cứ tưởng là về từ nãy giờ nhưng hóa ra lại thêm được 2 cuốc các bạn ạ. 263.000 rồi, ok. Hôm nay chạy muộn hơn hôm qua 1 tiếng. Muộn hôm qua 1 tiếng và được ít hơn vài chục các bạn ạ.
50-60 gì đó. Quãng đường thì mình chạy chỉ được khoảng chưa được 100 cây quá, 70 cây thôi. Đó, chạy hơi ít đúng không? Các bạn ơi, có một cúp về Long Biên thôi. Tuyệt cú mèo. Có cúp về Long Biên rồi các bạn ơi. Trời ơi, tiện đường mình luôn này. Quá tuyệt vời luôn. 20 Phan Đình Phùng. Yeah. Khách của tôi đâu? 20 Phan Đình Phùng ở bên này. Chắc là vừa ngồi ăn gì rồi. Anh ngồi quán nào đây ạ? À? Em đến chưa? Em đến rồi ạ. Em đi, em ở đâu? Anh đang đứng ở đây. Nó là quán gì đây ạ? À? Anh đang đứng ở ngay ngoài đường thôi, quán gì đây? Em ở đâu, bên em Hát Đê Bành này. Anh đứng ở phía hè là em. Em chưa nhìn thấy anh nhỉ? Alo? Anh đứng ở đâu đây ạ? À? Anh đứng ở giữa phía hè lòng đường đấy là anh. Em đi xuôi chiều lên đây. Dạ. Em đi xuôi chiều lên đây. Vâng vâng. Chiều luôn đấy. À đây à. Đó hiểu ngay kiểu gì thôi. Đây rồi. Vâng vâng. Cái định vị nó ở dưới kia anh ạ. Em tìm mãi. Vâng. Vâng ạ, em xin. Rồi ạ. Ok, về thôi các bạn ơi. Tiên thấy một cái ngõ hiểm như này nha các bạn. À, ngõ ngách gì mà. Chẳng nhẽ là có một lối ra thôi à? Mình nghĩ là nó sẽ phải có lối khác. Đúng rồi, phải có lối khác chứ. Ngõ nó quá bé luôn. Chúng nó làm sao mà rồi ta đi lại được bằng ngõ kia đúng không? Có một ngõ khác rồi, chính là ngõ này. Thì đã thoát được rồi. Ok, ok các bạn ơi. À, sao nào. Thu nhập là 288 rồi. Hôm nay không được ma nào tip cho đồng nào nô luôn các bạn ạ. Thu nhập gần bằng hôm qua. Lên đường Nguyễn Văn Cừ để đi về đây các bạn. Hôm nay
nay mình đã áp dụng chiến thuật mới, không còn là anh công nhân cần mẫn nữa các bạn ạ. Mình đã thực dụng hơn, mình đã chọn lọc những thuốc hợp lý thì mới đi các bạn ạ. Từ đây về nhà là khoảng 22 cây nữa, mất 31 phút thôi. Đây là chỗ cầu Trương Dương nhưng mà vẫn cứ là ok các bạn.